vài năm nay rồi. Yeah. Đúng không? Và cái hoạt động đấy rất là tốt, trước tiên là mang lại cái niềm vui cho rất nhiều bà con cộng đồng. Yeah. Và rất là hoan nghênh bác sĩ đã bỏ cái tâm, cái sức của mình ra để có cái hỗ trợ cho cái cộng đồng. Yeah. Thế còn cái ý tưởng mà bác sĩ cũng muốn là triển khai một cái câu lạc bộ, thì tôi cho rằng là cái việc đấy là rất là đáng hoan nghênh. Và về phần sứ quán của chúng tôi thì ủng hộ. Và nếu mà mình hình thành được cái cơ chế điều trị bằng các cái phương pháp y học dân tộc ấy, không dùng thuốc và không dùng thuốc, thì cái việc làm đấy là nó cũng quảng bá cái y học dân tộc của mình sang Cộng hòa Séc. Và cũng nó có cái ý nghĩa thiết thực trước mắt là hỗ trợ cho bà con cộng đồng. Rất là hoan nghênh bác sĩ. Cụ thể trong cái quá trình triển khai mà có cái những cái đề nghị gì và sứ quán có thể hỗ trợ được thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ một cách tích cực. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm